Đấy, bánh chưng đây các bác. Bánh chưng là phải tìm thêm cái gì đấy các bác. Tìm thêm cái này chắc là cho nó nhanh chín đây mà. Đấy, phải như vậy, phải như vậy. Còn gà này, gà là phải thêm tí màu. Thêm màu vào nó mới đẹp. Đẹp rồi, đẹp rồi. Thêm màu vào nó mới có phẩm màu nó mới đẹp các bác ạ. Đây, đây, đây lại tiếp tục con nữa. Gà là phải có màu nó mới đẹp bác ạ. Như vậy có màu, không có màu lên ra chợ các bác đâu có mua đâu. Đấy. Đấy các bác bảo sao gà không vàng là các bác không mua. Vàng ngay. Rồi mít. Mít. Đấy, như vậy nó mới ngọt. Đấy, ngọt quá trời ngọt luôn. Bao ngọt. Ăn là bao ngọt các bác nhá. Đấy, quả nào quả nấy ăn là bao ngọt. Rồi, chuối bao vàng.